các nữ thần MC Trung Quốc bất ngờ bị kẻ xấu dùng AI để tạo ảnh 18+. Tại LPL, nhiều game thủ đã quen với hình ảnh của những nữ MC, caster xinh đẹp, hoạt ngôn, luôn khuấy động sân khấu trong mỗi trận đấu. Vậy nên khi những hình ảnh nhạy cảm của các nữ MC này bất ngờ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng Trung Quốc vài ngày gần đây, thì không khỏi khiến nhiều người bị sốc. Theo đó, những cái tên như Dư Sương, Chu Thục Di, Rita đều là những KOL trong làng esports Trung Quốc, thậm chí còn thử sức ở nhiều vai trò như MC, bình luận viên, streamer, cosplayer, người mẫu. Nổi tiếng là vậy, thế nên các bức ảnh trần trụi ở trên đã khiến không ít fan phát sốc và đi vào tìm kiếm sự thật. Để thanh minh cho thần tượng. Té ra, tất cả những bức ảnh nhạy cảm của các nữ MC nổi tiếng đều là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo với gương mặt được ghép như thật. Hiện nay, những bức ảnh ghép này vẫn đang được lan truyền rộng rãi và được bàn tán xôn xao. Thời đại công nghệ cao như hiện nay, có thể thấy rõ nếu AI được sử dụng cho mục đích không tốt có thể gây ảnh hưởng như thế nào. Nếu những người dùng không tỉnh táo thì hoàn toàn có thể bị kẻ gian dắt mũi cũng như có cái nhìn xấu về các MC, caster LPL nổi tiếng ở trên.